Phương tiện gần gũi Bồ Tát. Kính Thầy tôn kính, hôm nay con xin phép Thầy cho con được ghi lại những phương tiện nhỏ bé mà con thực hành từ khi mới tập tu đến nay, để các huynh đệ tỉ muội thân thương hoan hỷ tham khảo và chia sẻ thêm ạ. 1. Cách thể hiện lòng cung kính. 1. Cúng dường. Khi con chưa được vào học, em Diệu An, người con mãi nhớ ơn, đã dắt con vào học Thầy ạ. Lúc đó em nói với con: ngày nào em không có gì cúng dường Ngài, em khó chịu lắm. Lúc đó con nghĩ: ôi, thế thì con cũng chịu, làm gì mà ngày nào cũng cúng dường nhỉ? Vì mỗi tháng con chỉ cúng 2 ngày như mọi người thôi. Nhưng sau khi được thờ tượng Ngài Địa Tạng, đến nay tâm con y như thế. Có ngày con cúng mấy lần, con vui lắm. Ngày nào không có gì cúng, con ngủ cũng không ngon là có thật. Do con sợ Ngài đói, con nghĩ Ngài bằng xương bằng thịt bên con vậy ạ. Con ngốc quá. Nếu có tương tất càng tốt, nếu không có thì một trái ổi cũng được, một bì bánh nhỏ, một ly chè, một cốc ngũ cốc. Hoặc là kẹt quá, nhỡ về khuya mà quên mua sắm, con cũng ít tịnh tài. Nếu lỡ quên rút tiền mặt, con tâm sự: Ngài ơi, con chẳng có gì ngoài cái thân này, con xin lạy Ngài và đem cái tâm thành kính dâng lên Ngài ạ. Con cũng thấy vui lắm. 2. Thân khẩu ý thanh tịnh. Trước khi vào thời khóa, con làm như thế này: tắm rửa vệ sinh cho tinh tấn bất cứ giờ nào, mặc 3 lớp áo, áo thun mỏng để hút mồ hôi, bộ quần áo lễ và áo tràng bên ngoài. Có ngày con tắm đến trên 3 lần nhưng không hề bị bệnh gì. Lúc cơ thể sạch sẽ thơm tho, con tự tin, phấn chấn và tỉnh táo, mắt sáng nên không bị hôn trầm. Tùy theo sức khỏe hoàn cảnh, tỉ muội nên chọn cách khác nhau nhé. Con còn nhớ trước đây, cũng thức dậy lúc 4 giờ sáng nhưng con sợ tắm bị ốm nên đã làm Bồ Tát ngủ tự tại ạ. Có ngày con mới ráng lại một thời chiêm sát xong, mắt lại díu lại nên con liều xin ngủ ngay bên cạnh luôn, thật là xấu hổ quá. Nhắm mắt tịnh tâm vài phút xin quên đi mọi chuyện bên lề, đa số là con giải quyết dung hòa cho yên ổn cả rồi mới tu nên không vọng tưởng ạ. 2. Cách dễ gần với Ngài. 1. Niệm và tâm sự. Một câu niệm xưng danh hiệu của Ngài là một câu tâm sự. Mắt chiêm ngưỡng Ngài không rời, nhìn vào điểm màu đỏ giữa trán của Ngài để nhất tâm hơn, chắp tay nghiêm trang, thân quỳ thẳng đứng và mời chúng sinh cùng niệm. Phần 1. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phần 2. Con xin thay mặt chúng sinh được quy y Ngài ạ. Phần 1 lặp lại như trên, phần 2 thay đổi linh hoạt tùy ngẫu hứng lựa chọn. Con không theo trình tự hay nội dung nào. Có thể nguyện như sau: nguyện mọi chúng sinh biết cúng dường Ngài. Nguyện con an lạc không ạ? Ngài luôn hoan hỷ bên chúng con nhé. Hôm nay con làm việc ý nghĩa, con vui lắm. Ngài tử bi quá, con thương Ngài quá. Ngài thương chúng sinh không từ nào diễn hết. Ngài độ cõi ác trược này biết khi nào mới hết được. Ngài cho chúng con gặp Ngài. Ngài cho con giúp Ngài được không ạ? Con mong chúng sinh ra khỏi ác đạo rồi được lên đường lành và thành Phật luôn, không bị luân hồi nữa. Làm Ngài độ lại thì khổ lắm. Con nguyện được ở bên Ngài. Con nguyện cho chúng sinh địa ngục được cứu lớn ạ. Họ khổ quá. Con mong chúng sinh biết về bổn nguyện Ngài nhiều hơn ạ. Con nguyện chúng sinh biết nghe chánh pháp. Con nguyện chúng sinh trở thành thiện nam thiện nữ để tu ít được nhiều ạ. Con nguyện thầy con sớm thành tựu làm lợi lớn cho chúng sinh. Con nguyện các huynh đệ nhóm Bồ Đề luôn y giáo phụng hành theo lời thầy chúng con ạ. Con nguyện huynh đệ luôn đoàn kết yêu thương nhau thật lòng ạ. Cứ như thế, một câu niệm chăm chú xen kẽ một câu tâm sự, khen ngợi và bày tỏ cả ngày không hết ạ. Vậy thì khó có thể vọng tưởng nổi, lại còn gần gũi thể hiện lòng thành kính với Ngài. 2. Tự sáng tác các bài ca tán thán kết quả bất ngờ.
Khi buồn ngủ, con thường niệm ngân danh hiệu của Ngài dài thật là dài, rồi nhả chữ thật xa, cho cái tâm nó tưởng đến hình tượng của Ngài ạ. Cách điều phục tâm tán loạn. Trong đoạn giải lao, giữa hoặc lúc sau các thời, con kể chuyện thông qua nhiều phương tiện, vọng cổ, tân cổ, cải lương, nhạc nhẹ, đủ thứ trên đời dưới đất. Con xin phép nhạc sĩ được đổi lời khen ngợi hoặc tâm sự về chúng sinh. Do vừa sáng tác vừa hát ngẫu hứng nên rất nhất tâm và chú ý ngôn ngữ nên con cực kỳ nhất tâm ạ. Cách này hiệu quả bất ngờ, cảm giác không thể diễn tả được, cách gần gũi Ngài cực nhanh và lòng hoan hỉ đến lạ thường. 3. Nghĩ đến hình ảnh đại diện của Thầy, quán tưởng hình ảnh của Ngài, đây chính là phương tiện 2 trong 1. Cách niệm mở mắt. Cách đây mấy hôm, Diệu Trang đi đường, nghĩ nhớ đến niệm Ngài và nhớ cả Thầy. Vậy làm sao để niệm Ngài mà nhớ được cả Thầy mà không bị tán tâm? Con bỗng tưởng tượng ra cái ảnh đại diện của Thầy là Ngài mặc áo đỏ đó. Con tưởng nhớ và vận tâm phóng hình đại diện càng lúc càng lớn. Con niệm Ngài và thấy Thầy ẩn trong đó, con vui mừng và hoan hỉ lắm ạ. Ha ha ha, un sammo di soha.